hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm. Giá cà phê thế giới tăng mạnh. Cảnh báo hoạt động rửa tiền trên thị trường một tập số. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi Kinh tế 24 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong phiên sáng ngày 7 tháng 2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đã giảm điểm sau khi số liệu việc làm của Mỹ đã giảm mạnh, làm xoa dịu lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, nhưng cũng làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép, đẩy nhanh việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Tâm lý lo ngại khiến cho chỉ số NFCI của các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 0,1%, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,21% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,93%. Các thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán, với chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,38%, chỉ số Hang Seng Hồng Kông tăng 0,15%. Báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ cho thấy tăng trưởng thu nhập trung bình theo giờ tăng từ 4,9 lên 5,7% trong khi số liệu việc làm các tháng trước được điều chỉnh tăng. Bộ Giao thông Thái Lan đang lên kế hoạch nghiên cứu khả thi và thiết kế cây cầu mới bắc qua sông Mekong trong giai đoạn khuôn khổ của dự án đường sắt cao tốc Thái Lan Trung Quốc. Bộ Giao thông Thái Lan cho biết là cây cầu thứ 7 nối tỉnh Nong Khai của Thái Lan với thủ đô Viêng Chăn của Lào còn được gọi là cầu hữu nghị Thái Lào số 2, được thiết kế để phục vụ giao thông đường bộ và đường sắt. Chi phí xây dựng cầu và mạng lưới đường dẫn ước tính khoảng 4 tỷ bạt tương đương với khoảng 1,121 triệu đô la Mỹ. Chi phí có thể được phân chia giữa Thái Lan và Lào và vấn đề này sẽ được Ủy ban hỗn hợp Thái Lào thảo luận. Giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường thế giới đã tăng lần lượt là 70 và 90% trong vòng một năm qua. Mất mùa cà phê ở Brazil trong năm ngoái cùng với những khó khăn về vận tải và logistics đã khiến cho giá cà phê tăng mạnh. Và điều này đồng nghĩa với việc là những người nghiền cà phê sẽ phải trả thêm trung bình là 2 xu cho mỗi ly espresso của họ. Trên thị trường giao chậm, giá cà phê Arabica hiện đã tăng 90% trong hơn một năm với mức bán giao động trong khoảng 2,35 đô la Mỹ một bao, cao ngang mức giá thời kỳ năm 2011. Bên cạnh đó, Robusta, một loại cà phê không cao cấp bằng nhưng lại được sử dụng rộng rãi cho cà phê espresso, cũng đã tăng 70% lên 2.192 đô la Mỹ một tấn. Và kể từ ngày hôm nay thì chính phủ Cuba sẽ đánh thuế 10% đối với các hoạt động bán lẻ nông sản. Khoản thuế mới này đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 12 năm ngoái cùng với nhiều điều khoản quy định việc đánh thuế đối với người kinh doanh tự do và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thực phẩm bán lẻ. Loại hình kinh doanh thực phẩm bán lẻ này chỉ mới được cấp phép hồi tháng 8 năm ngoái trong khuôn khổ các cải cách được ban hành tại quốc gia này. Các cải cách tiền tệ áp dụng hồi đầu năm ngoái đã khiến cho giá hàng hóa dịch vụ tại Cuba tăng mạnh, đặc biệt là giá thực phẩm. Đảo quốc Caribe này nhập khẩu 80% lượng thực phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hiện lượng hàng nhập khẩu của Cuba đang giảm mạnh do thiếu ngoại tệ và các khó khăn trong vận tải quốc tế do đại dịch Covid-19. Bộ Tài chính Mỹ vừa qua đã đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật. Cơ quan này đặc biệt cảnh báo rằng thị trường nghệ thuật kỹ thuật số mới nổi như mã thông báo không thể thay thế NFT có thể dẫn đến những rủi ro mới. NFT là một dạng tài sản điện tử đã trở nên bùng nổ vào năm ngoái. Tất cả các loại hình sản phẩm kỹ thuật số từ tranh ảnh, video và thậm chí cả bài đăng trên Twitter đều có thể được mua và bán dưới dạng NFT. Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao. Theo bản báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, những đối tượng dễ bị nhắm tới nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính không phải tuân thủ luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố. Báo cáo cảnh báo rằng hoạt động cho vay dựa trên tài sản có thể được sử dụng để che giấu nguồn vốn ban đầu và cung cấp thanh khoản cho tội phạm. Báo cáo cũng cho biết tùy thuộc vào cấu trúc và các chính sách, thị trường nghệ thuật kỹ thuật số, chẳng hạn như NFT, có thể tiềm ẩn những rủi ro mới vì các đặc điểm của nghệ thuật kỹ thuật số dễ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Việc gắn mã NFT giúp tạo ra tính độc nhất cho tác phẩm, việc này có ý nghĩa trong việc xác định quyền sở hữu hoặc giá trị lớn trong việc sưu tập, nhưng cũng rất dễ khiến NFT bị thổi phồng về giá trị công nghệ. Những giao dịch trị giá hàng triệu đô đến hàng chục triệu đô rất có thể sẽ trở nên bình thường trong thị trường này. Báo cáo khuyến nghị một số lựa chọn để giải quyết các rủi ro, bao gồm cập nhật đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật, tăng cường chia sẻ thông tin của khu vực tư nhân, áp dụng các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho một số đối tượng tham gia vào thị trường nghệ thuật. NFT là tài sản kỹ thuật số đại diện cho các vật phẩm trong thế giới thực như nghệ thuật, tranh ảnh, âm nhạc, vật phẩm game, video. Chúng được mã hóa trên blockchain để mua bán online bằng tiền điện tử. NFT hiện đang là xu hướng nóng trong năm qua vì chúng đang trở thành một cách thức phổ biến và sáng tạo để mua bán các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số không biên giới, mở cửa với tất cả mọi người. Nhưng tại sao một số ít người lại sẵn sàng chi hàng triệu đô la cho những bức hình tưởng như vô nghĩa này? Đây cũng là câu hỏi đau đầu của rất nhiều người trong thị trường này, nhưng đáp án lại vô cùng đơn giản. Vì tác phẩm nghệ thuật là rất chủ quan, khó định giá và cũng chính vì tính chủ quan của nghệ thuật là lý do khiến cho nó được sử dụng như một phương tiện rửa tiền mà không ai có thể ngăn cản. Với sự phát triển của thị trường mua bán token, nhất là từ những người có sức ảnh hưởng, những dự án lừa gạt hàng triệu đô la của nhà đầu tư không còn là hiếm những đồng tiền kỹ thuật số rác có thể mất 99,99% ,99 giá trị sau vài phút vì mất đi thanh khoản. Người thì trắng tay, kẻ thì trở thành triệu phú đô la. Nhưng vấn đề mà kẻ lừa đảo phải đối mặt là những khó khăn khi rút tiền ra và chuyển số tiền lớn này vào tài khoản ngân hàng vì anh ta sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi về nguồn gốc của số tiền. Để giải quyết bài toán này, anh ta sẽ hợp pháp hóa số tiền thông qua NFT. Đến đây, quy trình rửa tiền thông qua NFT sẽ như sau. Bước 1, mua bất kỳ bức tranh NFT nào trên thị trường bằng nguồn tiền sạch với giá rẻ. Bước 2, tự mua lại bức tranh NFT của mình bằng một ví ẩn danh khác với giá hàng triệu đô la. Cuối cùng thì tài khoản sạch kia báo cáo đã bán được NFT với nhiều triệu đô la. NFT thì chuyển sang tay trái, còn tiền thì chuyển sang tay phải. Kẻ lừa đảo sẽ báo cáo nguồn gốc số tiền đến từ lợi nhuận bán NFT cho ngân hàng. Và ngân hàng hay cơ quan thuế sẽ không điều tra người mua NFT vì tất cả đều là ẩn danh. Giá của bức tranh đó cũng không ai có thể lý giải được tại sao nó lại có ra đó, vì yếu tố chủ quan trong định giá. Tôi nghĩ rằng NFT có thể đã và đang được sử dụng để dờ tiền theo những cách tương tự như được thực hiện với nghệ thuật vật lý. Có thể còn dễ dàng hơn trong việc di chuyển nguồn tiền bẩn, vì thực tế là không có tác phẩm nghệ thuật vật chất nào phải vận chuyển hoặc lưu trữ tại các thiên đường thuế. Năm ngoái, một bức hình NFT được hình thành từ 5.000 mảnh ghép khác nhau được bán với giá kỷ lục 69,3 triệu đô la, một mức giá chấn động tại thị trường này. Nhà đấu giá Christie's, đơn vị tổ chức cuộc đấu giá này, từ chối tiết lộ danh tính thật của người mua, chỉ biết biệt danh của anh ta là Metakovan. Với việc những cuộc mua bán trị giá triệu đô ngày càng phổ biến, quy mô của thị trường này được dự báo sẽ ngày càng lớn. Trên thực tế thì NFT còn rất nhiều tính năng và tiện ích đi kèm và có thể là không phải tất cả các giao dịch loại tài sản này đều phục vụ mục đích rửa tiền. Thế nhưng với tổng khối lượng thị trường NFT đạt tới 350 triệu đô la trong tuần thì những cảnh báo từ các cơ quan quản lý như Bộ Tài chính Mỹ là không thừa. Các chính phủ sẽ để mắt đến và tìm cách ngăn chặn loại hoạt động này nhưng sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Và đến đây thì thời lượng của Kinh tế 24 giờ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.